giáo dục hiện nay chỉ tập trung vào nội dung học mà chưa dạy phương pháp học, cách chúng ta phải học như thế nào. Cũng giống như làm bánh gập quần áo, học cũng là một kỹ năng cần phải được học. Nếu không có phương pháp tốt, không có cách tiếp cận phù hợp, liệu chúng ta có thể học tập hiệu quả và có kết quả như mong muốn hay không? Với khóa học này, tôi muốn chia sẻ với các bạn cách để học tập hiệu quả xuất phát từ chính kinh nghiệm của bản thân cũng như các phương pháp đã được nghiên cứu và chứng minh là hiệu quả nhất. Lợi ích sau khi tham gia khóa học là gì? Có phương pháp tốt làm cho việc học của bạn trở nên dễ dàng hơn, giúp bạn tiếp thu kiến thức nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhớ thông tin lâu hơn và có thể áp dụng kiến thức đang học vào cuộc sống hiệu quả hơn. Thêm vào đó, bạn sẽ có nhiều thời gian rỗi hơn để làm các việc thú vị khác. Bởi vì học một cách thông minh, hiệu quả không đồng nghĩa với học chăm chỉ. Tóm lại, với kiến thức và kỹ năng này tôi tin là nó có thể thay đổi thói quen học từ trước đến nay của bạn và đem lại lợi ích cho các bạn việc được, được trang bị phương pháp sẽ rất quan trọng vì nó đem lại lợi ích cả đời cho bạn học cách để học chính là học kỹ năng chứ không đơn thuần là kiến thức cụ thể nào đó thêm vào đó học cách học là công cụ tối thượng để tồn tại là một trong những năng lực quan trọng nhất của kỷ nguyên hiện đại là kỹ năng vượt xa các kỹ năng khác bởi vì khi bạn biết cách học bạn có thể học gần như mọi thứ